Những người bạn tốt, Arion là một nghệ sĩ tài danh của nước Hy Lạp Cổ. Cuộc thi hát tại đảo Sicin, Arion đoạt giải nhất với nhiều tặng phẩm quý giá. Trên đường trở về kinh đô, Arion bị đoàn thủy thủ cướp hết mọi tặng phẩm và đòi giết. Arion xin được đứng trên bong tàu hát một ca khúc trước lúc chết. Hát một lúc, Arion bất ngờ nhảy xuống biển một bầy cá heo kéo đến quanh tàu nghe hát, liền lao đến cứu người nghệ sĩ tài ba, và chúng đã đưa chàng về đất liền nhanh hơn tàu bọn cướp. Arion tâu với vua toàn bộ sự việc đã xảy ra, nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại, hai hôm sau, bọn cướp mới trở về, tất cả đều bị bắt, chúng vô cùng hoảng hốt trước sự xuất hiện của Arion nhà nghệ sĩ tài ba được trả tự do còn bọn cướp đã bị trừng trị để ghi lại chuyện kỳ lạ đó người hy lạp đã đúc một loại tiền có hình cá heo cõng người trên lưng đồng tiền cổ đã để lại ấn tượng tuyệt đẹp về loài cá heo thông minh giàu tình nghĩa này